Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã ghé đến kênh Nanny Official của mình nha. Chuyện là mình có một nhỏ bạn, hồi trước thì nó cũng ăn mặn, ăn chay bình thường, nhưng mà sau này á, thì nó hay ăn chay nhiều hơn. Do là mình không có biết ăn cải với rau nấm này kia á, nên ít ăn chay lắm. Rồi hôm nay nhỏ bạn mình nó rủ mình đi qua quán chay 215 Tô Hiến Thành nè, để thưởng thức đồ chay. Nó nói là ở đây ăn cũng ok, hồi trước nó ăn rồi, nên nó dắt mình qua ăn. Lúc mà các bạn lại thì người ta sẽ đưa menu và một tờ giấy cái gì các bạn muốn ăn cái gì thì ghi vô, rồi mấy cái quầy gia vị này với lại chén đũa muỗng thì mình lại ngay chỗ ở ngoài. Lúc mà đi vô á thì bên tay trái hay tay phải thì tùy ngược lại cái hướng của các bạn hết, thì các bạn tự ra đó mà phục vụ ra đó lấy chén nè, rồi muỗng đũa với lại các lọ nước chấm, mình thích cái nào thì mình lấy cái đó. Bạn mình hôm bữa nó lại đây ăn, nó nói là gỏi củ dừa ngon lắm, nên nó có kêu một phần giống như trong video là 45.000. Thì mình thấy có chả chay nè, rồi ít tàu hũ chay người ta cắt mỏng mỏng á, rồi có đậu phộng nè, rồi củ hủ dừa với lại cà rốt, bắp cải tím. Ăn kèm đó là người ta có cho mình thêm 5 cái bánh hồng tôm nữa nha các bạn. Ở trên đó thì người ta rắc thêm hành phi với lại đậu phộng cho nó giòn giòn, bé bé bùi bùi. Nói chung là mình thì không có biết ăn rau, nhưng mà mình ăn được củ hủ dừa nè với lại chả chay đồ á, trộn lên ăn cũng rất là ok la luôn. Kế tiếp thì nhỏ bạn mình có kêu thêm một dĩa hoành thánh chiên 35.000, thì được 6 cục trong video này các bạn. Ở trong thì mình thấy có nấm với lại cà rốt với cái gì á, ăn nó cũng được được. Cái này các bạn có thể chấm với tương ớt hoặc là ăn cái chao nha, ăn nó cũng bé bé bùi bùi lắm á. Rồi rồi, hình như cái món này nè, nghe nói là best seller của quán luôn á, đó là chả giò phô mai á các bạn. Thì 2 cục trong video này nè là 30.000. Thì nhỏ bạn mình nó nói là thích ăn đây lắm. Đó, bây giờ nó đang kéo sợi nè, quá trời dài luôn. Ở trong thì mình thấy có phô mai nè, hình như là tàu hũ á, người ta bầm nhuyễn rồi xong rồi mình thấy có mấy cái hạt bắp Mỹ hay là gì người ta trộn vô nữa. Lúc mà nhỏ bạn mình dắt mình lại đây là tầm 1 tuần trước thì phải, là lúc đó không phải ngày chay nha các bạn, mà đi vào buổi trưa khá là đông luôn, full bàn luôn các bạn, người ta lại đây ăn. Mà mình thấy là chủ yếu ăn lẩu chay khá là nhiều luôn, mà mình không có thích ăn rau nấm đồ, với lại không có biết ăn nhiều loại á, nên không có kêu, chỉ kêu mấy cái món lặt vặt giống như trong video này nè để ăn. Nhưng mà lại đây á thì mình thấy ai cũng kêu lẩu chay đồ, nghe nói là hot lắm. Cái màu cam cam này nè là chao á, chấm chả giò phô mai ăn vô á, vừa bé bé vừa bùi bùi, ăn nó lạ lắm luôn mà rất là bắt luôn nha các bạn. Ở đây mình thấy bán rất là nhiều loại luôn. Rồi nhóm bạn mình có kêu thêm một phần cơm chiên dương châu cho mình nè, thì ở trên mình thấy có chà bông người ta rắc lên. Trong đây á thì mình thấy có cà rốt nè, rồi chả chay với lại rất là nhiều đậu que luôn, với có mấy miếng ớt sắc nè, cà chua với dưa leo. Nói chung là mình không có thích ăn đậu que nên dù cho nhóm bạn mình ăn đậu que, còn mình ăn mấy cái còn lại nó chịu quá trời. Tụi mình có kêu thêm một chai nước suối 10.000, tổng mua ăn tới 155 xu. Địa chỉ lẩu chay Đồng Giá 215 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10. Đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nè.